Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diệt nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 8 tháng 2 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tập 271. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 228, trang 228, giữa hàng thứ hai. Tất cả đều thành Phật, bắt đầu xem từ đây. Niệm lão nói, câu nói này mổ xẻ tâm tủy của Tam Tạng 12 bộ kinh, nói rõ quyền thông 1700 công án của tông môn, trực hiển mật ý đại viên thắng tuệ, đại viên mãn của mật tông. Đây tức là nhất pháp cú, đây tức là thanh tịnh cú, cũng có thể gọi là mạc hậu cú như Thiền Tông nói. Dạng đức tề chương nhất pháp bất lập, ngôn ngữ không thể diễn tả, chỉ có ngầm hiểu. Đoạn sau cùng này nói rất hay, hai câu trước chúng ta đã học qua. Tiếp theo là trực hiển mật ý đại viên thắng tuệ, đại viên mãn của mật tông. Tâm tủy của Tam Tạng 12 bộ kinh là hiện giáo, đây là giáo môn. 1700 công án là Thiền Tông, đây là tông môn giáo môn. Tiếp theo là mật ý đại viên mãn của mật tông. Ba câu này tông giáo hiển mật. Đích thực là đại viên mãn, đại viên mãn của tông giáo hiển mật, chính là câu tất cả đều thành Phật. Câu này quả thật không phải một câu nói bình thường. Khắp ba đời mười phương, tất cả chư Phật Như Lai, tu nhân chứng quả, thành Phật đạo độ chúng sanh. Vì điều gì? Chính là vì câu tất cả chúng sanh đều thành Phật này. Đại Đức Tông Môn nói, ngươi biết chăng? Thông thường chúng ta nói, quý vị có nhìn thấy chăng?
Ở đâu? Ngay trước mắt. Ngay tại đây, ngay lúc này, tất cả đích thực đều thành Phật. Vì sao vậy? Vì vốn là Phật. Vì sao nói họ vốn là Phật? Trong kinh điển nói rất rõ ràng, thị tâm thị Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói như vậy. Tất cả pháp là tâm hiền, tâm là Phật. Vậy tất cả pháp sao không phải là Phật? Vấn đề là gì? Ở chỗ mê ngộ không giống nhau. Phàm phu mê không hiểu được giá trị, không nhận thức Phật Bồ Tát giác ngộ, thì ra đương tướng là nó, đương thể là nó. Trong kinh điển thường dùng ví dụ để nói pháp. Ví dụ vàng và đồ trang sức. Trang sức này làm bằng vàng, cho nên trang sức đều là vàng. Trang sức tức là tất cả đều là vàng, chính là thành Phật. Họ vốn là Phật. Chúng ta từng học, biết có điều này. Phật và phàm phu trên thực tế chỉ sai khác trong một niệm. Một niệm giác chính là Phật, một niệm mê tức là phàm phu. Khác nhau trong một niệm. Nhất niệm là gì? Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ước 100.000 niệm. Khoa học hiện nay dùng giây làm đơn vị tính thời gian. Nếu một giây khẩy móng tay được 5 lần, vậy một giây có bao nhiêu ý niệm? Có 1.600 triệu. 1.600 triệu niệm. Niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Hình là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần. Nói với chúng ta, trong tất cả hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng vật chất là sắc, hiện tượng tinh thần là thọ tưởng hành thức, hợp lại gọi là ngũ uẩn. Ý nghĩa của ngũ uẩn chính là nói với chúng ta, tinh thần và vật chất không thể tách rời. Có tinh thần nhất định có vật chất, có vật chất nhất định có tinh thần. Vật chất từ đâu mà có? Do tinh thần biến hiện ra. Không có tinh thần thì lấy đâu ra vật chất? Tinh thần từ đâu mà có? Do nhất niệm bất giác sanh ra. Nếu niệm niệm đều giác, vậy là như tâm kinh nói, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Pháp thế xuất thế gian
đều là ngũ uẩn thành tựu, bao gồm cả cõi thật báo của chư Phật Như Lai, cũng không ngoại lệ, cũng là ngũ uẩn. Nhưng ngũ uẩn trong cõi này không biến hóa. Tâm hiện không có biến hóa. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm biến hóa trong từng sát na. Nguyên nhân là gì? Vì chúng sanh mười pháp giới hữu tình chúng sanh, họ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó chính là sát na sanh diệt. Chúng ta phải biết sát na sanh diệt đó, một giây có 1.600 triệu lần sanh diệt. Quý vị xem tần suất này nhanh biết bao. Ai nhìn thấy? Trong kinh điển Đại Thừa nói, Bát Địa Bồ Tát nhìn thấy. Không ít người nhìn thấy, Bát Địa nhìn thấy, Cửu Địa, Thập Địa, Thập Nhất Địa, Diệu Giác. Năm cấp bậc Bồ Tát này đều nhìn thấy. Bát Địa trở lên, Bát Địa trở xuống chưa chứng được, nghĩa là không nhìn thấy. Bát Địa trở lên nhìn thấy. Nghiên cứu hiện nay của các nhà khoa học đạt đến bên lề của ranh giới này, nghĩa là nhìn thấy tam tế tướng của A-lại gia. Không biết tam tế tướng này từ đâu đến. Đây vĩnh viễn là một câu đố cần phải buông bỏ tập khí phiền não vô thủy vô minh mới thật sự nhìn thấy. Không buông bỏ tập khí vô minh, vĩnh viễn không nhìn thấy. Câu này quả thật không thể nghĩ bàn. Đây tức là nhất pháp cú. Giảng sanh luận nói, Bồ Tát Thiên Thân nói, đây tức thanh tịnh cú. Có thể gọi là mạc hậu cú, như Thiền Tông nói, đại triệt đại ngộ. Câu sau cùng ở sau không còn nữa. Câu sau cùng của Thiền Tông, tất cả đều thành Phật. Thực tế mà nói, tám tông phái của Đại Thừa đều lấy câu này làm câu sau cùng. Ở trước, tâm tụy của Tam Tạng 12 bộ kinh, đó không phải là câu sau cùng của Tam Tạng 12 bộ kinh sao? Quyền chỉ của 1.700 công án không phải là câu sau cùng của Thiền Tông sao? Mật ý đại viên mãn của Mật Tông không phải là câu sau cùng của Mật Tông sao? Vậy mới biết tất cả chư Phật mười phương ba đời chỉ cần chứng được câu này liền viên thành Phật đạo, nhập vào diệu giác vị, không phải đẳng giác. Vạn đức tỳ chương nhất pháp bất lập, vạn đức tỳ chương là gì?
Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói câu sau cùng: đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đó tức là giảng đức tệ chương. Tuy giảng đức tệ chương, trong đó thật sự không lập một pháp nào. Trong Kinh Luận Đại Thừa gọi đây là đệ nhất nghĩa của Trung Đạo. Hợp pháp giới y chánh trang nghiêm. Có chăng? Có. Có thật chăng? Tướng có, lý không. Tướng là huyễn hưởng, thể là chân không. Chân không không chướng ngại diệu hữu, diệu hữu không chướng ngại chân không. Như hiện nay chúng ta xem trên màn hình TV vậy. Nhất pháp bất lập là gì? Là bản thân của màn hình. Nó đúng là nhất pháp bất lập, nhưng vạn đức đều đầy đủ. Chỉ cần bật kinh, âm thanh sắc tướng đều hiện ra. Sắc tướng có chướng ngại màn hình chăng? Không có. Màn hình có chướng ngại sắc tướng chăng? Cũng không có. Từ màn hình TV chúng ta thị vạn pháp tỳ chương, nhất pháp bất lập. Từ chỗ này mà khai ngộ, đem những gì khai ngộ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chân tướng giống như mối liên quan của màn hình và sắc tướng vậy. Bất tức bất ly, không thể nói nó phải, cũng không thể nói nó không phải. Ai biết? Phật biết. Hiện nay màn hình trước mắt chúng ta chính là tất cả đều thành Phật. Thành Phật là gì? Hai câu nói này chính là thành Phật. Đầy đủ dạng đức nhất pháp bất lập chính là thành Phật. Đây là chân tướng sự thật, không phải do ai sáng tạo, do ai phát minh. Nó vốn như thiệt. Vấn đề là ta hiểu, thật sự thấu triệt. Thật sự thấu triệt, mọi hiện tượng hiện tiền vẫn như như bất đồng. Màn hình là chân tánh, nó năng sanh, năng hiện. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là năng biến. Bất luận biến như thế nào cũng không ra khỏi phạm vi màn hình. Bất luận biến ra sao cũng không chướng ngại màn hình. Cho nên đúng là tất cả đều thành Phật, hoàn toàn không phải giả. Quý vị là Phật, thọ cũng là Phật, bàn ghế đều là Phật, cây cỏ hoa lá cũng là Phật, sơn hà đại địa cũng là Phật, di điểm của sợi lông hạt bụi, di điểm ở trước chúng ta đã học, di điểm của sợi lông hạt bụi
đều là Phật. Phật là gì? Phật là chân tánh. Nhất pháp bất lập. Nhất pháp bất lập, nhất pháp bất xả. Ngôn ngữ tư duy không thể diễn tả, duy chỉ có mặt khí. Ngôn ngữ không nói được, không nói được Như Lai phương tiện nói. Tư duy không đạt được, điều này không thể dùng cách suy nghĩ. Suy nghĩ gọi là vọng tưởng. Duy chỉ có mặc khí. Mặc khí là buông bỏ khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước. Như vậy là mặc, tịch mặc. Tiếng Phạn gọi là niết bàn. Chữ mặc này nghĩa là niết bàn. Lúc này liền khế nhập. Chúng ta với tất cả đều thành Phật, dung hợp thành một thể. Bản thân hoàn toàn hiểu rõ biến pháp giới hư không giới và tự tánh là nhất thể, nghĩa là ta nhìn thấy được tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Khởi nhị dụng thị tam biên. Lúc này thấu triệt là một không phải hai. Nhất thể chính là nhị dụng. Nhị dụng tức là tam biến. Tam biến nghĩa là tự đức. Tuyệt đối không thể tách rời. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Tư nguyện nhược khắc quả, đại thiên ứng cảm động. Hư không chư thiên thần, đương vũ trân diệu hoa. Đây là Bồ Tát Pháp Tạng cầu nguyện. Cầu cảm ứng. Cầu chứng minh. Ngài nói, nếu nguyện của ta khắc quả. Khắc quả người thế gian gọi là mãn nguyện. Nguyện của ta hoàn toàn hiện thực. Hội sơ nói khác gọi là khắc thành. Quả tức là quả toại. Tất cả đều thành Phật,
tức là tất cả chúng sanh đều nương vào 48 nguyện của Di Đà. Một đời chứng được quả Phật viên mãn, chính là ý này. Tức thường gọi là thành tựu gì? Đây nghĩa là thành Phật. Cảm là cảm ứng. Cảm thuộc về chúng sanh, ứng thuộc Phật Bồ Tát. Ý nghĩa của bài kệ này, ý nghĩa của bốn câu kệ, nếu bổn nguyện có thể thành tựu, bổn nguyện là 48 nguyện, nếu có thể thành tựu, tất cả thánh chúng khắp đại thiên thế giới đều rất cảm động, hiện ra điểm lành. Thiên thần như Phạm Thiên, Đế Thích, Chư Thiên. Phạm Thiên là Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích người xưa gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong Phật Pháp gọi là Đao Lợi Thiên Chủ. Đế Thích tức là Đao Lợi Thiên Chủ, Thiên Thần của Chư Thiên. Chúng ta biết có 28 tầng trời. Những thiên thần này từ trên không trung rải qua trời, chân kỳ thù diệu, để làm chứng minh. Đây là cầu cảm ứng. Có những điểm lành này, mọi người nhìn thấy tự nhiên sanh lòng tin. Như Tịnh Ảnh Sớ nói, một bài kệ nguyện. Bài kệ này là thỉnh chứng yếu đoan. Yếu là yêu cầu, mời chứng minh, yêu cầu điềm lành. Nếu định khắc quả, giả như nhất định thành tựu quả đức này, đại thiên thế giới đều chấn động, trên không trung rải diệu hoa khắp nơi. Không vũ này không đọc vũ thanh thứ ba, mà đọc thanh thứ tư. Nó làm động từ, nghĩa là từ trên không trung rơi xuống. Đây là Bồ Tát Pháp Tạng cầu nguyện cảm ứng. Kinh văn bên dưới nói, Phật cáo A Nan: Pháp Tạng tỳ kheo thuyết thử tụng dĩ, nghĩa là nói bài kệ ở trên, ứng thời phổ địa lục chủng chấn động, thiên vũ diệu hoa dĩ tán kỳ thượng, tự nhiên âm nhạc không trung tán ngôn, quyết định tất thành vô thượng chánh giác. Chẳng những Pháp Tạng cầu điềm lành lập tức hiện tiền, mà trên không trung còn phát ra âm thanh tán thán ngài. Quyết định lời nói rất khẳng định, hoàn toàn không có nghi hoặc, chắc chắn thành tựu vô thượng chánh giác. Chứng minh tỳ kheo Pháp Tạng nhất định thành Phật. Niệm lão chú giải, nói kệ vừa xong. Vừa nói xong, lập tức hiện điềm lành.
chứng minh cảm ứng nhanh chóng, cảm ứng lập tức hiện tiền, cho nên gọi là ứng thời. Ứng là cảm ứng. Quý vị xem, vừa nói xong bài kệ, cảm ứng liền hiện tiền. Đại địa chấn động là điềm lành của khí thế gian. Chấn động này, đại địa chấn động không phải động đất. Động đất gây ra thảm họa. Điềm lành là kiết tường, đem đến niềm hoan hỷ cho chúng sanh, đem đến niềm tin. Như vậy làm sao mà có thiên tai? Đây là gì? Là điềm lành của khí thế gian. Mưa hoa, tấu nhạc, tán thán là điềm lành của tình thế gian. Rải hoa trong hư không, trỗi nhạc trời, tán thán, đây là thiên thần chư thiên. Tỳ kheo Pháp Tạng có cảm, thiên thần có ứng. Họ đều đã làm đúng như sở nguyện, để chứng minh cho ta. Chứng minh đại nguyện của Pháp Tạng nhất định thành tựu. Pháp Tạng thành Phật tại thế giới Cực Lạc, đến nay đã 10 kiếp. Đoạn này là nói về lịch sử của thế giới Cực Lạc. Phổ địa chỉ đại địa trên toàn thế giới. 6 loại chấn động, trong kinh có 3 loại thuyết pháp. Đây cũng là thường thức Phật học. Loại thuyết pháp thứ nhất chỉ chấn động của 6 thời, làm 6 loại chấn động. 6 thời đều là nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật Thích Ca nhập thai, đại địa chấn động. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế, khi ra đời chấn động. Khi Đức Phật thành đạo có chấn động. Khi Phật bắt đầu giảng kinh thuyết pháp có chấn động. Chuyển pháp luân, lúc bắt đầu dạy học. Thứ năm, khi thiên ma khuyến thỉnh ngài niết bàn, đại địa chấn động. Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, Ma Vương đến khuyến thỉnh. Khuyến thỉnh điều gì? Thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Ngài ở thế gian rất gian khổ, 49 năm giảng kinh thuyết pháp độ sanh đã viên mãn. Ngài có thể ra đi. Đức Phật nhận lời. Phật không vọng ngữ, nhận lời nhất định thực hiện. Chúng sanh không biết thỉnh pháp, nếu chúng sanh thỉnh Phật trụ thế, như vậy Phật có thể trú thế gian thêm vài năm.
không có ai thỉnh Ngài trụ thị. Ma Dương nhân cơ hội này, Ma Ba Tuần nhân cơ hội này định thỉnh Phật nhập Niết Bàn. Lúc này đại địa chấn động. Thứ sáu khi Phật nhập diệt, đại địa chấn động. Đây là sáu thời chấn động. Trong kinh đều có nói đến. Cách nói thứ hai có thể chấn động sáu phương, gọi là sáu loại chấn động. Có thể chấn động sáu phương. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển nhất nói. Lúc này Thế Tôn đang ngồi trên tòa sư tử, nhập sư tử du hỷ tam muội, dùng sức thần thông cảm động 3000 đại thiên thế giới, sáu loại chấn động. Sáu loại chấn động này Bồ Tát biết, phàm phu không biết. Đông Dũng Tây Mộc. Ở phương Đông, Dũng là xuất hiện. Phương Tây không có. Tây Dũng Đông Mộc, Nam Dũng Bắc Mộc, Bắc Dũng Nam Mộc, Biên Dũng Trung Mộc, Trung Dũng Biên Mộc. Đây là lấy Đông Tây Nam Bắc Trung Biên. Chấn động sáu phương này gọi là sáu loại chấn động. Đây nghĩa là gì? Đức Phật thị hiện đại tự tại. Cho nên Ngài có thể giáo hóa chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới. Dũng tức là hiện thân. Ở đâu có cảm, ở đó liền có ứng. Chúng ta có thể tưởng tượng được. Khi Phật chưa thành Phật, Đức Phật cũng là phàm phu tu thành. Trong lúc tu đạo trong 10 pháp giới, trải qua thời gian rất dài, chúng ta không thể tính kể. Trải qua vô lượng kiếp, chúng sanh có duyên với Ngài nhiều vô số. Nếu người nổi tiếng chưa từng thấy mặt, họ biết có người này, người này có duyên với quý vị. Không cần tiếp xúc, họ cũng đã có duyên với quý vị rồi. Nhân gian còn như vậy, huống gì Phật Bồ Tát. Huống gì là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đại khái là người nổi tiếng nhất biến pháp giới hư không giới, không ai hơn Ngài. Vì sao vậy? Vì mười phương chư Phật đều tuyên truyền giúp. Danh tiếng của Ngài khắp biến pháp giới hư không giới, không ai không biết đến Ngài. Nói cách khác, tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới đều là người có duyên với Phật A-di-đà. Phật không độ người không có nhân duyên, vậy Ngài không thể không độ.
Ngài hiện điềm lành này nói với chúng ta, đây là tướng đại tự tại. Hiện thân ở phương Đông, thân ở phương Tây liền biện mật. Hiện thân ở phương Nam, phương Bắc không còn. Hiện thân ở Trung ương, biên địa không còn. Vì chúng ta hiển thị đại tự tại. Đây là chấn động sáu tướng, gọi là sáu loại chấn động. Xem tiếp trong kinh Hoa Nghiêm, Tấn Hoa Nghiêm Kinh. Tấn là dịch vào thời nhà Tấn. Ở trước có nói với chư vị, kinh Hoa Nghiêm ở Trung Quốc trải qua ba lần phiên dịch. Lần thứ nhất là vào thời Đông Tấn. Bộ kinh Hoa Nghiêm này gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm, gọi tắt là Tấn Kinh. Kinh dịch vào thời nhà Tấn. Phiên dịch lần thứ hai là vào thời nhà Đường, Võ Tắc Thiên chấp chánh, Ba Lam Hoàng Đế. Thật Xoananda đem đến Trung Quốc bản tiếng Phạn, phiên dịch thành 80 quyển, gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm, cũng gọi là Đường Kinh. Võ Tắc Thiên là hoàng đế chưa bao lâu, đổi quốc hiệu thành nhà Chu, cho nên bộ kinh này cũng gọi là Đại Chu Kinh. Tương lai quý vị nhìn thấy danh từ này sẽ biết Đại Chu Kinh chính là Bát Thập Hoa Nghiêm. Lần phiên dịch thứ ba là của Đại Đường Tông, năm Trinh Nguyên. Phiên dịch Tứ Thập Hoa Nghiêm, tức là phẩm sau cùng của kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới. Tất cả có ba lần phiên dịch, ở đây là Tấn Kinh, Lục Thập Hoa Nghiêm, lấy động khởi dũng chấn hống giác làm sáu loại chấn động. Mấy chữ này có giải thích đơn giản. Động là đung đưa, lung lay, đây là động. Khởi là nâng cao, nghĩa là khởi động lên xuống. Động là nói động trái phải, động trái phải trước sau. Khởi là động lên xuống. Dũng là động lồi lõm, lồi lên lõm xuống. Chấn là có âm thanh, động đất có âm thanh. Hống là âm thanh lớn. Âm thanh nhỏ gọi là chấn, âm thanh lớn gọi là hống. Giác là giác tha, khiến vật giác ngộ, có thể khiến tất cả chúng sanh giác ngộ trong chấn động này. Ba cách nói ở trên. Loại thứ nhất,
biểu thị thời chấn động. Hành nghi một đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bát tướng thành đạo, có điềm lành này. Hai điều sau cùng là nói tướng chấn động đối với nhân duyên phổ linh chấn động. Đại Trí Độ Luận quyển thứ 8 nói tại sao Phật chấn động. Chấn động không phải một đĩa cầu, tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta muốn hỏi, phải chăng là tam thiên đại thiên thế giới đều đang chấn động? Hiện nay giới khoa học nói là thật. Quý vị xem, đĩa cầu vận hành trong hư không, có tự chuyển, có công chuyển. Xoay quanh mặt trời là công chuyển, bản thân chuyển, bản thân chuyển một vòng 24 tiếng đồng hồ, tức một ngày một đêm. Một nửa đối diện mặt trời là ban ngày, sau lưng mặt trời là ban đêm. Nó đang chuyển động. Ngoài loại chấn động này ra, trong kinh nói đến 6 loại chấn động: động khởi, dụng chấn, hống giác đều có. Cho nên địa cầu đang vận hành trong hư không, không hề có quy tắc, nó có sự lay động. Trục tâm của Nam Bắc Cực cũng không ổn định. Đại khai cách mấy vạn năm, nó có sự khác biệt rất lớn. Các nhà khoa học nói, vào thời thượng cổ, chắc là mấy vạn năm trước, đến chúng ta hiện nay, trên lệch của Nam Bắc Cực đã được 5 độ. Mức độ này rất lớn. Vì thế hiện nay khí hậu trên địa cầu có sự biến hóa lớn. Địa cầu trong hư không, sự vận hành của nó không có quy tắc. Chúng ta liền liên tưởng đến hệ thái dương trong hư không cũng như vậy. Lớn như hệ ngân hà cũng thế. Sự ra đời và tử vong của tinh cầu, tử vong tức là bùng nổ. Hiện tượng này các nhà thiên văn học đều đã thông đạt. Ban đêm quan sát tinh không, dùng kính viễn vọng bội số cao có thể nhìn thấy. Tinh hệ cũng không ngoại lệ, cũng có thanh trụ hoại không. Ngân hà là một đại tinh hệ. Trong Phật Pháp nói, khu vực giáo hóa của một Đức Phật là một tinh hệ lớn. Quan Niệm Lão từng nói với tôi, ông dùng khái niệm khoa học giải thích tam thiên đại thiên thế giới.
Trong kinh Đức Phật nói, đơn vị thế giới của Đại Thiên Thế Giới, một thế giới, đơn vị thế giới, lấy núi Tu Di làm trung tâm. Trong kinh nói núi Tu Di, hễ mặt trời chạy quanh eo núi Tu Di, nghĩa là xoay quanh giữa núi Tu Di, đây là nói đơn vị thế giới. Khái niệm trước đây của chúng ta đều xem hệ mặt trời là đơn vị thế giới. Chúng ta thử nghĩ xem cách nói của Hoàng Niệm Lão, ông nói rất có đạo lý. Hiện nay giới khoa học đã chứng minh mặt trời xoay quanh ngân hà, chạy quanh ngân hà một vòng đó là năm mặt trời. Địa cầu của chúng ta chạy quanh mặt trời một vòng, đây là năm địa cầu. Sự chênh lệch thời gian này rất lớn. Ngân hà đối đầy chính là năm mặt trời, hơn 5 vạn năm. Mặt trời xoay quanh ngân hà một vòng. Ông nói hệ ngân hà mới là đơn vị thế giới trong kim Phật nói. 1000 đơn vị thế giới cấu thành một tiểu thiên thế giới. Đây chính là nói 1000 hệ ngân hà. Một tiểu thiên thế giới có 1000 hệ ngân hà. Lại đây tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1000 tiểu thiên là một trung thiên, 1000 trung thiên là một đại thiên. Một đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Bao nhiêu hệ ngân hà? 10 ức hệ ngân hà. Quý vị xem, 1000 nhân 1000 lại nhân 1000. Con số này không thể nói chính xác, chỉ khái lược mà thôi. Đại khái là như vậy. Một thế giới, khu vực giáo hóa của Phật là 10 ức hệ ngân hà. Tinh cầu này liền xuất hiện, xuất hiện ở phương Đông, phương Tây thị hiện Niết Bàn. Điều này rất bình thường. Theo tin tức trong này, Phật bớt sanh bớt dị, Phật ứng hóa đến nhân gian, nhân duyên chúng sanh thuần thuộc thì Ngài đến. Chúng sanh hết duyên, Ngài liền nhập diệt. Cảm ứng, hoàn toàn do cảm ứng. Có cảm liền hiện hình. Nếu cảm không còn, Ngài cũng không còn, biến mất. Tin tức này cũng rất quan trọng, chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Ngài xuất hiện như thế nào? Nhập bát Niết Bàn như thế nào? Thật ra đều gọi là du hí thần thông. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, xuất hiện của Ngài là đương xứ xuất sanh, Ngài nhập diệt là tùy xứ diệt tận. Trong giáo lý Đại Thừa thường nhắc nhở chúng ta không lìa ngay đây,
Câu này rất quan trọng. Không lìa nhất niệm, có cảm nhất niệm hiện tiền. Cảm mất đi, nhất niệm cũng diệt tận. Dẫn đáp trong Đại Trí Độ Luận cũng rất hay. Quý vị xem, hỏi rằng tại sao Phật chấn động 3.000 đại thiên thế giới. Ngày nay từ lý luận của khoa học chúng ta hiểu, hết thảy hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều chấn động. Nó bất động, hiện tượng không còn. Động là năng lượng, năng lượng giữa vũ trụ. Chúng ta xem tiếp giải đáp trong Đại Trí Độ Luận. Muốn khiến chúng sanh biết tất cả đều là không, vô thường, Đức Phật trong Bát Tướng Thành Đạo có 6 loại chấn động. Vì sao vậy? Đây là thị hiện, nhắc nhở mọi người vũ trụ này là vô thường, không phải thật, nó là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thế Tôn giảng Kinh Bát Nhã 22 năm. Kinh Bát Nhã nói gì? Tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Hiện nay thông qua kính diễn vọng thiên văn tiên tiến nhất quan sát vũ trụ, thường nhìn thấy ngôi sao mới xuất hiện. Dùng trong không gian này không có sao, hiện nay đột nhiên có ngôi sao xuất hiện. Trước đây không gian này có một ngôi sao, bây giờ thấy nó bùng nổ không còn, sau khi bùng nổ thì không thấy nữa. Điều này muốn nói lên ý gì? Tinh cầu có sinh diệt, vô thường. Tinh cầu có sinh diệt, vì những chúng sanh ở trên tinh cầu, những sanh vật này có sanh diệt chăng? Đương nhiên có sanh diệt. Điều này các nhà vật lý học quan sát được, nhìn thấy hiện tượng vũ trụ. Chúng ta gọi nó là hiện tượng tự nhiên. Bên dưới dùng ví dụ để nói. Lại nữa, nếu người muốn nhuộm y, trước đến quải trần. Phật cũng như thế, trước khiến cho chúng sanh 3.000 thế giới thấy được thần lực của Phật, kính tâm nhu nhuyễn, sau đó mới nói pháp. Ý này quá hay.
thật khó được. Vì sao vậy? Vì nếu chúng ta đối với Phật Bồ Tát không có tâm cung kính, dù Phật xuất thế cũng không được chút lợi ích nào. Ta thấy Phật, cũng nghe Phật thuyết pháp, nhưng không đạt được lợi ích. Vì sao vậy? Vì một phần cung kính được một phần lợi ích. Những gì Đức Phật biểu diễn, những gì Đức Phật tuyên thuyết là từ trong tự tánh hiển lộ ra. Là tự tánh hiển lộ ra. Tâm chân thành là tánh đức, tâm cung kính là tánh đức. Tánh đức và tánh đức khởi cảm ứng đạo giao. Họ có thể tiếp thu, tức là họ có thể có chỗ ngộ. Nếu không có chân thành cung kính, Phật Bồ Tát nói cho họ nghe, họ nghe không hiểu, tức không có chỗ ngộ. Giống như họ nghe thần thoại, giống xem tiểu thuyết vậy. Hoàn toàn không thể lãnh hội nghĩa chân thật của Phật Bồ Tát. Đạo lý là đây. Cho nên đầu tiên có những điềm lành này khiến ta thấy được thần lực của Phật. Nhìn thấy những hiện tượng này của vũ trụ, người bình thường đều cho rằng đây là thần, con người không làm ra được. Cổ kim trong ngoài đều không ngoại lệ. Nhưng đến gần đây, 200-300 năm nay khởi biến hóa. Biến hóa gì? Vì khoa học phát triển. Khoa học thay thế thần thoại, đập tan thần thoại. Không còn ai tin thế gian này có thần. Thần là mê tín. Nó không hợp khoa học. Những hiện tượng thần kỳ này, ngày xưa cho rằng đây là thần đang thị hiện. Người bây giờ không cho là như thế, cho đó là một hiện tượng tự nhiên. Không tin. Chỉ tin vào khoa học. Khoa học lại không thể thay thế thần. Sự kính ngưỡng của người xưa đối với thần, hiện nay đối với nhà khoa học không sanh khởi được tâm kiên thành sùng bái đó. Không sanh khởi được. Giới khoa học cũng không thể thay thế Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì họ không thể kiến tánh. Đức Phật nói rất rõ ràng, những người này rất thông minh. Họ có thể nhìn thấy toàn thể vũ trụ. Họ có thể phát hiện được A-lại gia. Nhưng họ không thể kiến tánh. Kiến tánh mới thành Phật, mới thành Pháp Thân Bồ Tát. Họ vĩnh viễn không đạt được điều này.
giáo huấn của thần thánh Phật Bồ Tát, chúng sanh ở thế gian đánh mất lòng tin, phiền phức rất lớn. Chúng sanh theo đuổi dục vọng, không từ thủ đoạn, hoàn toàn trái với tánh đức, tạo thành thiên tai cho toàn xã hội, trật tự không còn. Hòa bình không còn. Hiếu để trung tín không còn. Lễ nghĩa liêm sĩ không còn. Nhân ái hòa bình không còn. Xã hội này hiện tại sắp đến. Thiên tai này đến lúc nghiêm trọng nhất, tinh cầu này liền bùng nổ. Thật như vậy chăng? Chúng ta biết là thật. Vì sao là thật? Vì cảnh tùy tâm chuyển. Tham lam, tham lam không có giới hạn. Lục địa trên tinh cầu này sẽ bị hồng thủy nhấn chìm. Tham lam chiêu cảm lũ lụt. Tâm tham là nước. Nếu cư dân trên địa cầu này, đừng nói là đa số, một phần ba thiểu số, tâm sân hận, phát triển đến cực đoan, địa cầu này bùng nổ ngay. Tâm sân hận chiêu cảm quả hoàng. Lòng đất là lửa, nhiệt độ rất cao, tâm sân nhuế có thể khiến nó bùng nổ. Đáng sợ hơn chiến tranh hạt nhân nhiều. Bom nguyên tử có thể hủy diệt nhân loại, có thể tuyệt diệt vật chủng trên địa cầu, nhưng địa cầu vẫn tồn tại. Tinh cầu này bùng nổ, tinh cầu không còn nữa. Nghiêm trọng hơn chiến tranh hạt nhân. Ngu si chiêu cảm gió bão, ngạo mạn chiêu cảm động đất. Đức Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Hai câu này là thật sự yêu chính mình. Là thật sự yêu chúng sanh, yêu thế giới, yêu thương bảo vệ địa cầu này. Chúng ta nghe xong có cảm nhận gì?
người khác đều không yêu, một mình ta yêu nó cũng vô ích. Như vậy là nghĩ sai hoàn toàn. Một mình ta có tâm yêu thương, một mình ta được phước, có lợi ích. Hai người có tâm thương yêu, hai người được lợi ích. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, quả báo có nghiệp nhân giống nhau, có quả báo biệt nghiệp, không cùng với người khác. Cùng với người khác là cộng nghiệp, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, trong biệt nghiệp có cộng nghiệp. Cho nên mặc dù trong cùng một thiên tai, cộng nghiệp hình như đều chịu thiên tai, đều chết trong thiên tai. Biệt nghiệp là mỗi người đi một nơi. Học Phật điều đầu tiên phải nhận thức sinh mạng là vĩnh hằng, tất cả chúng sanh phải nhớ sinh mạng của tất cả chúng sanh là vĩnh hằng, đến cỏ cây hoa lá sơn hà đại địa cũng không ngoại lệ. Thân thể không giống nhau, đó là duyên tụ duyên tán. Thân thể, hình trạng của thân thể có hình, có sanh, có diệt. Linh tánh không phải vật chất, linh tánh không có sanh diệt. Thông thường chúng ta gọi là linh hồn. Linh hồn không có sanh diệt. Thân không phải là chính mình, linh hồn là chính mình. Nhưng Phật Pháp gọi linh hồn cũng không phải chính mình. Vì sao vậy? Vì linh hồn mê hoặc, không giác ngộ. Giác ngộ chính là mình. Giác ngộ chúng ta không gọi nó là linh hồn, mà gọi nó là linh tánh. Linh tánh không có sanh diệt. Không gian hoạt động của linh tánh quá lớn, biến pháp giới hư không giới là không gian hoạt động của nó. Linh hồn không gian hoạt động nhỏ, linh hồn không vượt thoát luân hồi lục đạo. Không gian hoạt động của nó chỉ trong phạm vi luân hồi lục đạo, nhưng linh tánh đã siêu diệt. Đức Phật giúp chúng ta phá mê khai ngộ, chính là chuyển linh hồn thành linh tánh. Hiểu rõ đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật này, mới biết Phật Bồ Tát cho đến chúng sanh trong mười pháp giới có ơn đức đối với chúng ta lớn biết bao. Tri ân mới biết báo ân. Báo ân như thế nào? Chúng ta tu hành theo giáo huấn của Đức Phật. Nhất định có một ngày chúng ta cũng giống như chư Phật Như Lai, thật sự nhìn thấy tất cả đều thành Phật. Chúng ta sẽ thành tựu. Đây gọi là báo ân thật sự. Kinh này nói phổ địa lục chủng chấn động. Đây là trong kinh nói. Lần này
tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện này đúng là phổ địa chấn động. Đây là cảm ứng, chính là ứng với đại sĩ Pháp Tạng, hệ đại thiên ứng cảm động, đại thiên thế giới cảm động, lại biểu trưng này phát nguyện, chính là sắp chuyển vô thượng đại pháp luân. Vì tất cả chúng sanh, vì tất cả hữu tình chúng sanh, diễn thuyết pháp môn thành Phật đệ nhất, kinh thành Phật đệ nhất, chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là pháp môn niệm Phật. Trời mưa dịu qua, âm nhạc tự nhiên, hai câu này trong bản đường dịch nói qua trời cổ nhạc mãn hư không. Đường dịch là kinh Đại Bảo Tích, Hội Vô Lượng Thọ, bản dịch thời nhà Đường, cư sĩ Dương Long Thư lần đầu tiên hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Ông không thấy bản đường dịch này. Trong năm loại nguyên bản dịch hiện nay, năm loại nguyên bản dịch trong Đại Tạng Kinh, cư sĩ Dương Long Thư chỉ có được 4 loại. Chứng tỏ ngày xưa chưa phát minh thuật in ấn, kinh điển đều viết tay, cho nên số lượng rất ít. Một vị cư sĩ như Dương Long Thư có địa vị, có của cải trong xã hội, vậy mà không thể xem hết cả năm loại bản dịch. Chúng ta ngày nay phước báo lớn hơn cổ nhân. Chúng ta ngày nay chính bản kinh Vô Lượng Thọ khác nhau đều học được. Trừ năm loại nguyên bản dịch ra, bản hội tập đầu tiên của Dương Long Thư, bản hội tập thứ hai của Ngụy Mặc Thâm, bản hội tập thứ ba của Hạ Liên Cư, thêm một bản tiết hiệu, bản tóm tắt của cư sĩ Bành Tế Thanh thời Càn Long nhà Thanh. Ông áp dụng bản của Khương Tăng Khải, để làm tiết hiệu. Kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng có 9 loại, chúng ta đều nhìn thấy. Gia Tường Sử nói, Gia Tường Sử cũng dùng bản của Khương Tăng Khải.
Địa động biểu trưng đều hành nhân. Mưa hoa nói rõ về quả báo. Âm nhạc tự nhiên chứng cõi diệu lạc. Thuyết pháp quá vật. Bên dưới giải thích, ý là trong các điềm lành hiện ra, địa động biểu trưng được quả đều do nhân của hạnh nguyện, đều là ý của hành nhân. Điềm lành có nhiều loại, biểu pháp không giống nhau. Địa động biểu trưng hành nhân, nghĩa là biểu trưng năm kiếp tu hành của Bồ Tát Pháp Tạng. Năm kiếp tu hành chiêu cảm địa động, sáu loại chấn động của đại địa. Mưa hoa trong không trung, có hoa tự có quả, biểu trưng đại nguyện tất nhiên được quả. Thực vật nở hoa trước, kết quả sau. Hoa đẹp quả nhất định tốt. Đây là cảm ứng giữa nhân và quả. Âm nhạc tự nhiên tất được quải diệu lạc, thì giới cực lạc. Không giống với tất cả cõi nước chư Phật. Vì sao vậy? Ở trước chúng ta đã học 48 nguyện. Thế giới cực lạc là 48 nguyện của Di Đà thành tựu. Mỗi nguyện đều viên mãn. Cảm ứng được cõi nước này, chúng ta muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải đầy đủ điều kiện gì? Đầy đủ 48 nguyện của A Di Đà Phật. Có một số người không nhớ 48 nguyện. Sao họ có thể giáng sanh? Bốn mươi tám nguyện, chỉ cần nhớ một nguyện là có thể giáng sanh. Vì sao vậy? Vì một là tất cả, tất cả là một. Bất kỳ một nguyện nào đều hàm nhiếp 47 nguyện khác. Nó là một chỉnh thể, không thể tách rời. Ta được một nguyện là được toàn bộ. Do đó, tại Trung Quốc hơn 1.000 năm nay, từ Đại sư Huệ Viễn thời Đông Tấn, đề xướng pháp môn niệm Phật, thành lập niệm Phật đường
đầu tiên. Đạo tràng này tại Lô Sơn. Kinh điển họ y cứ chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Lúc đó kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều chưa phiên dịch. Đại sư Huệ Diễn chỉ thấy được bộ kinh này, tu hành y theo những gì trong kinh này nói. 123 người cùng chỉ hướng, tất cả đều vãng sanh, vô cùng thù thắng. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm là được. Đại sư Ngẫu Ích nói về tâm Bồ Đề rất hay. Tinh thật nguyện thiết. Tôi tin có thế giới Cực Lạc, tin có Phật A-di-đà. Đây không phải giả. Nhất định cầu sanh tịnh độ, không có hai niệm. Đây gọi là tâm vô thượng Bồ Đề. Đối với thế gian này không có lưu luyến, không có vướng mắc, nhất tâm hệ niệm Phật A-di-đà. Dùng phương pháp trì danh niệm Phật, gọi là nhất hướng chuyên niệm. Một phương hướng, một mục tiêu, một câu A-di-đà Phật. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tại là lúc ta chưa giảng sanh, ở trong định nhìn thấy, ở trong mộng nhìn thấy. Cũng rất có thể đột nhiên ta nhìn thấy Phật. Đây là thuộc về hiện tại. Trong hiện tại quan trọng nhất là lúc lâm mạng chung Phật đến tiếp dẫn. Đó là hiện tại thấy Phật. Người giảng sanh chưa tắt thở, họ thấy được, người khác không thấy được. Họ nói với mọi người, Phật đã đến, đến tiếp dẫn tôi đi theo Ngài, tạm biệt mọi người. Họ ra đi. Đây là thật không phải giả. Họ không có công phu này, khi lâm chung là gạt người. Không thể. Đây là hiện tiền thấy Phật, sanh đến thế giới Cực Lạc. Thân cận Phật A-di-đà, đó là tương lai thấy Phật. Ngày nay chúng ta niệm Phật, công phu có đắc lực hay không, mấu chốt là ta có buông bỏ được hay không. Buông bỏ mới đắc lực. Nếu như không thể buông bỏ, nó liền khởi chướng ngại. Không thể lơ là điều này. Đặc biệt chúng ta sanh trong thời đại này,
Thời đại này thiên tai dồn dập, trong lịch sử toàn thế giới không có. Chúng ta gặp phải, đối với người niệm Phật mà nói, chúng ta gặp hoàn cảnh như ngày nay là việc tốt, không phải việc xấu. Vì sao vậy? Vì nó khiến chúng ta thật sự cảm nhận được thế giới này không có gì đáng để lưu luyến. Quý vị xem, trên thế giới mỗi ngày có bao nhiêu người tự sát. Những người tự sát này rất đáng thương, không gặp được Phật Pháp. Nếu họ gặp được tịnh độ, biết được pháp môn này, họ không lưu luyến thế gian này, nhất định giảng sanh. Họ niệm Phật chắc chắn thành tựu. Quý vị xem, nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Trong đời họ không gặp được nhân duyên, họ sanh tâm diễn ly thế giới này, gặp được Phật Pháp họ sẽ thành công. Chúng ta gặp được Phật Pháp vẫn còn lưu luyến thế gian này, không thể giảng sanh. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu thiên tai thật sự hiện tiền, phải biết nắm bắt cơ hội, không được tiếp tục tham luyến. Có chút tham luyến là không thể giảng sanh, là trôi lăn trong luân hồi. Không có chút tham luyến nào, đời này chúng ta được giảng sanh. Sau cùng, trong không trung phát ra lời khen ngợi, nhất định tất thành vô thượng chánh giác. Hội sớ nói, khắc quả vô ngại. Cho nên vậy là quyết định, quyết định trong quyết định, cho nên gọi là tất thành, nhất định thành tựu. Còn sâu sắc hơn ý nghĩa quyết định, vô thượng chánh giác chính là quả Phật, không có gì cao hơn điều này, cho nên gọi là vô thượng. Trong kinh Hoa Nghiêm là diệu giác dị. Tất cả thành chánh giác là thành diệu giác. Không phải 41 vị pháp thân đại sĩ, là thành diệu giác quả Phật. Quá là tuyệt vời. Chúng ta đọc những kinh văn này có thể không cảm động ư? Điều cảm động đầu tiên là bản thân may mắn. Pháp môn này đúng là vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp, chúng ta đã gặp được. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, đời này chúng ta đã gặp được. Gặp được đời này ta có cơ hội, quyết định tất thành vô thượng chánh giác. Lời này là thật, không phải giả. Chúng ta làm sao để báo ân Phật? Phải y giáo tu hành, làm gương cho mọi người noi theo.
mọi người tin tưởng. Khi giảng sanh, mở đại hội giảng sanh để mọi người đến dự. Ta không sanh bệnh, rất mạnh khỏe, nói đi là đi. Biểu diễn cho mọi người thấy tấm gương này rất nhiều. Hòa thượng Đế Nhàn kể cho chúng tôi nghe về người thợ hàn. Thật sự báo ơn Phật. Hòa thượng rất khâm phục, khen ngợi ông ta. Ông ta là bạn từ thời thơ ấu của hòa thượng. Họ cùng sanh trưởng tại một vùng nông thôn. Trẻ con ngày ngày cùng chơi đùa với nhau, lớn lên gặp nhân duyên khác nhau. Hòa thượng Đế Nhàn xuất gia, thông tông thông giáo, giảng kinh dạy học, nhưng lúc đó chưa nổi tiếng. Chưa nổi danh nhưng cũng có tiếng. Có tiếng quanh vùng Triết Giang. Người bạn này của hòa thượng không được học hành, người cũng rất cốc nghếch, cuộc sống rất gian khổ. Chán ghét thế gian này, ông tìm đến hòa thượng xin giúp đỡ, độ ông xuất gia. Hòa thượng Đế Nhàn nghĩ điều này thật sự rất rắc rối, không thể không chăm sóc người này. Nếu xuất gia, ông không biết chữ, không thể học kinh giáo. Trong chùa, giới hạn thấp nhất trong chùa, năm thời công phu sáng tối. Nếu không biết thì không thể ở chùa, người ta sẽ coi thường. Thân phận hòa thượng Đế Nhàn lại không phải trụ trì, chỉ là một vị tri khách trong chùa. Hòa thượng không thể lưu giữ ông ta, sau cùng bất đắc dĩ xuống tóc cho ông ta, đưa ông đến một ngôi chùa nhỏ ở làng quê. Đây là một ngôi chùa hoang phí, không có người ở, một ngôi chùa hư. Đưa ông ta đến đó ở một mình, tìm một bà cụ gần đó là Phật tử, là đệ tử quy y của hòa thượng Đế Nhàn. Hòa thượng dặn bà ta chăm sóc người xuất gia này, người thợ hàn, làm cơm ngày hai bữa và giặt quần áo cho ông, để ông an tâm. Chỉ dạy cho ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ông cứ niệm câu Phật hiệu này, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe lại niệm tiếp. Người bạn thời thơ ấu này rất nghe lời, thật thà, nghe lời, thực hành. Ông đã thành tựu. Thực hành bao lâu? 3 năm. Trước lúc giảng sanh một ngày,
Ông nói với vị cư sĩ chăm sóc mình. Cụ à, ngày mai tôi muốn vào trong thành thăm bạn bè. Ở nơi ngôi chùa nhỏ này suốt 3 năm chưa từng đi đâu. Ngày mai tôi đi thăm bạn bè. Đúng vậy. Đi thăm bạn bè để làm gì? Để tạm biệt. Ngày mốt giáng sanh nên đi tạm biệt. Tôi trở về rất hoan hỷ, nói với bà cụ ông đã vào trong thành gặp những ai. Lại nói với bà cụ, ngày mai bà đừng nấu cơm cho tôi. Bà cụ cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng nghĩ chắc ngày mai lại có bạn mời vào thành ăn cơm, lại đi nữa. Đến trưa ngày thứ hai, bà cụ đến ngôi chùa cũ xem thử. Phải chăng pháp sư lại đi rồi? Vào trong chùa gọi không nghe ai trả lời. Đột nhiên thấy ông đứng trước bàn Phật, tay cầm sâu chuỗi, gọi không trả lời. Đi đến gần xem, ông đã chết, đứng chết. Bà cụ giật mình, xưa nay chưa từng thấy người nào đứng chết. Liền tìm những người Phật tử lân cận, mọi người đều đến xem phải làm sao. Họ lập tức đi báo tin cho Hòa Thượng Đế Nhàn, đi bộ đến chùa Quán Tông, không có phương tiện giao thông, phải đi một ngày mới đến. Chắc khoảng 5-6 dặm đường. Vừa đi vừa về mất 3 ngày. 3 ngày Hòa Thượng Đế Nhàn đến nơi, lo hậu sự cho ông. Thấy ông vẫn còn đứng, rất khen ngợi, rất khâm phục. Không ngờ ông đã thành tựu. Phương trượng trụ trì, các danh sơn bảo sát khắp nơi trên đại lục chưa chắc bằng ông. Những pháp sư chuyên Hoằng Tông diện giáo cũng chưa chắc bằng ông. Ông thật tuyệt, làm gương cho mọi người noi theo. Ông không được học hành, cũng không biết chữ, không biết gì cả, chỉ chuyên niệm một câu A-di-đà Phật, không biết tụng kinh Di-đà. Một câu A-di-đà Phật có thành tựu thù thắng như vậy. Hòa Thượng Đế Nhàn giảng kinh thường đưa ông ra làm ví dụ, khuyến khích mọi người niệm Phật là thật không phải giả. Niệm Phật giống như vậy, 3 năm biết trước giờ chết, người thành tựu nhiều vô kể. Chúng tôi tận mắt chứng kiến cũng vài người, nghe nói thì quá nhiều. Những người này trong Đại Thừa nói đến tam chuyển pháp luân, họ được gọi là chứng chuyển. Họ làm chứng minh cho chúng ta. Thành công của ông chính là thật thà, nghe lời, y giáo phụng hành. Cung kính đối với Pháp Sư Đế Nhàn. Pháp Sư Đế Nhàn dạy, ông hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tiếp thu, không bao giờ thay đổi. Niệm rốt ráo câu Phật hiệu này, ông niệm rất tự tại. Phương pháp này của Hòa Thượng rất hay, niệm mà thì nghĩ, nghĩ khỏe rồi niệm tiếp,
không kể ngày đêm. Tự làm cơm sáng, cơm trưa và cơm tối nhờ bà cụ làm dùng. Một ngày từ sáng đến tối chỉ niệm một câu Phật hiệu. Thời gian không dài, 3 năm thành tựu. Điều này chứng minh những gì trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, những gì trong Giảng Sanh Truyện nói không phải giả. Chỉ cần chịu làm, người người thành tựu. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép, Pháp Sư Doanh Kha thời nhà Tống niệm Phật 3 ngày thành công. Không phải 3 năm, 3 ngày. Tôi ở Mỹ gặp cư sĩ Chu Quảng Đại, không thể gọi là cư sĩ. Mở một tiệm bánh bao, không có tín ngưỡng tôn giáo. Khi lâm mạng chung, tìm đến đồng tu Tịnh Tông chúng tôi, khuyên ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lúc đó ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, hết cách điều trị. Khai thị cho ông ta hiểu, giác ngộ, khuyên người nhà của mình đừng tìm cách điều trị nữa, tất cả đều niệm Phật giúp ông cầu sanh tịnh độ. 3 ngày 3 đêm ông thật sự ra đi. Khi đi toàn thân mềm mại, đoan tướng hy hữu, chứng minh lời trong Kinh Di Đà nói: nếu 1 ngày, nếu 2 ngày, nếu 3 ngày, 3 ngày. Không chút hoài nghi. Nguyện vọng, tâm nguyện khẩn thiết là cầu sanh thế giới Cực Lạc. Phật A-di-đà rất từ bi, đã tiếp dẫn ông đi. Cầu cuối cùng: tức thành vô thượng chánh giác, tức là quả Phật. Không có gì cao hơn điều này, cho nên gọi là vô thượng. Đời này chúng ta gặp được, nếu không thành tựu, đúng là sai lầm rất lớn. Nhân duyên vô cùng hy hữu, bao nhiêu Bồ Tát mong cầu mà không được, chúng ta đạt được. Nếu chúng ta không thành tựu, chẳng phải là trò cười ư? Làm sao xứng đáng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Làm sao xứng đáng với Phật A Di Đà? Làm sao xứng đáng với cư sĩ Hạ Liên Cư, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ? Đều làm gương cho chúng ta noi theo. Thật sự đã thành tựu. Khi niệm lão ra đi, nửa năm sau cùng, biểu diễn cho chúng ta thấy: 1 ngày niệm 40 vạn câu Phật hiệu,
ông đến thế giới Cực Lạc. Cư sĩ Hạ Liên Cư cũng ở thế giới Cực Lạc. Tuyệt đối đừng cho rằng đến thế giới Cực Lạc rất xa lạ, không có ai thân thiết, vậy là sai lầm. Đến thế giới Cực Lạc, thân bạn quyến thuộc trong quá khứ và đời này, niệm Phật giảng sanh đều có mặt tại đây. Mới phát hiện thì ra náo nhiệt như thế. Họ đi trước rồi. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Yeah.